Sau khi học xong cái kệ chúc mừng trên khung gỗ, thầy hay hỏi là mọi người cảm thấy thế nào khi mà thực hiện xong cái mẫu hoa này. Vì sau 13 ngày học, đây là cái sản phẩm lớn nhất, cắm nhiều nhất, khó nhất và mệt nhất của học viên. Và sau đây là những cái chia sẻ của các bạn về cái buổi học này các bạn nha. Thì bắt đầu nó bỡ ngỡ và nó sợ lắm, nhưng mà bây giờ là xong thì vui lắm, mà mình làm được rồi. Thế là bây giờ cảm thấy khi mà mình cắm á thì cái tay không có run nữa. Ngày đầu tiên mà em bó giấy á, em chọn giấy là em đã run rồi, xong tới lúc mà cắt cái cây hoa là tay mình cũng run nữa. Còn bây giờ thì cảm giác là mình cầm kéo mình thuận hơn, cầm cắt hoa nó cũng ok hơn. Sau khi mà làm được cái kệ hoa này em bị ồn, hóa ra là mình cũng được phép nó chỉ là này nọ. Xong rồi mình ra bên ngoài mình nhìn những cái kệ ở ngoài chợ này chẳng hạn, nên nhìn qua mình có thể đánh giá được cái cách cắm của họ ra sao, hoặc là cách đi hoa này kia rồi. Bản thân em là có biết một chút về hoa rồi ạ, nhưng mà do là em không có được đào tạo bài bản đấy, thực sự là em chỉ đi theo cảm xúc và đi mò thôi. Vì ngoài em lúc đấy em có thuê thợ, nhưng thợ với em người ta sẽ không chỉ cái vấn đề đấy. Còn về cả lớp thì mọi người rất là hoạt động vui vẻ, và riêng thầy và chị thì đã giúp đỡ em rất là nhiều.